Hello nha, nên bây giờ nổ mình là Hiếu Thảo Vlog. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và một share, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Cánh ngang tuyệt vời suốt má thằng này chơi dơ quá nha, đi con mẹ mày phải lôn mày thẻ đỏ cho mày chết con đĩ mẹ mày đi. Ơi đủ má suốt gì trời, trời ơi đủ suốt dở quá ta. Là một đối thủ Malaysia chơi cực xấu, dơ cực dơ luôn. Mày đi con mẹ anh em nhìn thấy mình kìa, thầy là mình học theo thầy giáo ba đó. Thế rồi anh em ơi, đi má cầu thủ chạy nhanh quá. Alex Chamberlain má cầu thủ chạy nhanh quá, bắt bà không được. Xuống ca mày biết mẹ không cho xạo tớ về học mẹ rồi, tụi con hết hàng rồi, nó là đứt dạo luôn tụi lôn Robert Lewandowski, Kevin Phillips, Coleman.
Nhìn lên. Đu má một trận thua nhục nhã anh em ơi. Cay quá anh em ơi. Á à, trận thua cay nhục nhã luôn. Mà thì nó mạnh quá. Nhưng toàn mấy thằng chạy nhanh không. Đối thủ của Singapore. Ok. Xanh đẹp đấy. Vời, chuyên đi chuyển mạnh thế. Đi nữa bố kêu bật nước lên. No. À, tệ quá vậy. Sao mà tệ đến vậy? Bình tĩnh nào. Chịu cái đầu lạnh nào. Chết rồi. Hên quá. Phát cắt bóng của Chamber. Chamber. Ủa má phát chọc phe tuyệt vời. Á à, sao nó chạy ngay vậy. Bích kê. Hay lắm Bích kê ơi. Một quả sụp. Nhanh thế giờ. Chuyền. Bật tường như bắt ra. Khó đá quá. Khó ăn thế nhỉ. Kinh thế trời. Giờ siêu. Lên. Ok, bạn lên. Chú nào vặn luôn nha cưng. Trời ơi, đồ má sút tuyệt vậy mà không vào. Má cái xô gì còn lại còn lại cái bàn éo chịu được. Một pha đổ người của Min. Pha đổ người của Edison. Chimmer, Nguyên, Big T truyền, Ferguson,
Đấy, cái bóng chuyền, pha chọc khe tuyệt vời. Robert. Thôi làm sao, cút. Đủ má hoa đào chân, đồ. Mẹ nó, hết thể lực rồi. Hết thể lực rồi anh em ạ. Chạy không được rồi. Trời ơi, sút. Một pha sút trong vô vọng. Không xong là chỉ số cuối cùng của hai bên. Thêm một trận này nhanh nha. Thêm một trận nữa. Rồi mình nghỉ. Anh em xem hãy nhớ đăng ký, like, subscribe để ủng hộ kênh của mình. Để mình có động lực ra thêm nhiều video mới hay hơn cho anh em xem. Nhớ nha anh em. Sao lá vậy trời. Má chỉ lá vậy. Má đuôi. Cái game này nhiều lúc nó bị mạng bị gì vậy trời. Đứng tiện vô đứng yên trò vậy. Cho anh Giang, mà cầu thủ bị méo cân bằng. Cái game này được cái là cầu thủ hai bên không cân bằng mà cũng cho đá thì đội đương nhiên đội nhiều chỉ số hơn thì thắng rồi. Game không công bằng. Mình đang đá một đối thủ Thái Lan nha anh em. Nhưng mà đối thủ này nhìn mạnh lắm, đá không đôi khi đá không lại đâu. Mình đội hình mình đang có chỉ số thấp nên chỉ đá chơi chơi quay phim chơi thôi, nhưng thì đá lại mấy cái ông nội chỉ số cao này được. Mình ngậm mồm đi Quỳnh ơi, chu mỏ qua đây. Biết toàn là chim không? Là chim thì toàn lao, đế vừa thôi. Nhắc cho coi. Điên quá. Yên khùng hả? Ok. Ra bạn đi lên kìa. Tắt coi làm gì luôn. Má mẹ y mồm ấy. Cưng chu chu mạo đây. Đồ xanh đẹp quá đời ơi. Chuyền em ơi. Tốt. Chọc khe xuống. Đi. Chuyền lỗi thế rồi giời. Từ thôi, bình tĩnh nào. Đi. Cầu thủ nó mạnh thế. Khỏe quá.
trời mưa mà mùa trắng khiếp trời. Đội hình này giờ quá chút ra thay đội hình mới. Má nghĩ mồm đi. Đồ mẹ nó. Này là live stream đó. Chó rồi thôi. Bước ra coi. Thôi. Dạ. Chị Châu. Nó ăn đi. Chị Châu làm cái đéo gì hết. Rồi, chim lên kia. Má anh lấy trình lấy bóng trình nó khó quá nè. Mày người đã ghê thiệt. Chuyện em ơi. Má chuyện mày vậy. Ngu. Má mày chi. Chơi từ đó bốn thằng nào chơi lại. Chơi dơ vẻ chơi lại. Chơi vậy ai chơi trời. Rồi, chơi bớt chú đi. Chơi vậy ai chơi lại trời. Chơi quá bệnh. Má nó lại thua nó thêm một trận nữa. Cơ hội cuối cùng. Má nó. Chơi đủ má nó chơi dơ nữa. Anh em thấy không? Chơi vậy sao thắng? Chơi quá dơ mà. Tôi chơi quá đẹp mà sao đụ má, sao toàn chơi dơ với tôi không vậy? Má sao đéo màng nữa rồi. Má chán thật chứ trời. Má tự nhiên màng cái game lồn này đụ mẹ nó. Đã đâu màng mất hết rồi. Đang đá mất mạng nữa, mạng thì đủ má 5 cục. Đéo chơi nữa, ức chế quá.